Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn click vào video của Nhuận Honda Hồng Đức ạ. Thì trong clip hôm nay Nhuận sẽ quay cho các bạn về dòng xe hot nhất hiện tại, chính là một dòng xe SH160cc. Thì các bạn đã biết rồi, trong thời gian qua thì dòng xe SH160cc này chính là một cái cụm từ mà khách hàng tìm kiếm rất nhiều. Thì theo yêu cầu của bạn thì clip hôm nay thì Nhuận sẽ quay cho các bạn về SH160, và ở hai phiên bản này thì Nhuận sẽ quay hai cái phiên bản hot nhất hiện tại nữa. Thì dòng xe này là 160 phiên bản màu xám xi măng, phiên bản thể thao ha. Và kế tiếp là một cái phiên bản 160 phiên bản đặc biệt, và là phiên bản màu đen nhám ha. Thì clip ngày hôm nay thì Nhuận sẽ cùng với các bạn tìm hiểu vì sao, tại sao nó hot và nó có cái gì đặc biệt mà nó lại hot đến vậy nha các bạn. Rồi thì clip ngày hôm nay thì Nhuận sẽ báo giá cho các bạn về phiên bản này, những cái chương trình khuyến mãi giảm giá, và cuối cùng là các bạn mình có nhu cầu trả góp thì bên cửa hàng vẫn có chương trình đầy đủ nha các bạn. Rồi thì đây là cái phiên bản của SH160 mà các bạn đã tìm kiếm ngày hôm nay nè các bạn. Đó thì cái phần này chính là cái phần mà đầu hai bên nè, cái phần đầu đèn á, thì nó có cái những cái chi tiết, ví dụ như là phần đầu thì nó được thiết kế là hai bên là phiên bản màu xám ha. Các bạn thấy nè, cái chi tiết màu xám á, các bạn thấy màu sơn cái Honda được thiết kế ở phiên bản này nó rất là dày luôn nha các bạn. Đây Nhuận sẽ sờ vào tay các bạn thấy nè, nó dày, rất là dày luôn nha các bạn. Và các bạn thấy nè, nó có những cái chi tiết khi mà nhìn xéo á, nó có những chi tiết nó có những cái ánh giống như là cái ánh kim tí nha các bạn. Thì lý do tại sao mà các bạn mình mua xe mới đó các bạn, mình để ngoài trời hoặc là mình để xe mình ở dưới chỗ ánh đèn nhiều á, thì xe mình sẽ rực sáng hơn cho những dòng xe mình đã qua sử dụng, là do cái ánh tím này nè. Thì Honda đã dặm vào rất là nhiều, nó sẽ nổi lên các bạn, rất là thu hút mọi anh nhìn luôn các bạn, nhìn thấy xe mình nó rất là hồng hố và rất là thể thao ha. Rồi ở phần giữa thì Honda nó thiết kế á, thì chỗ này cái đầu nó hơi bẹt ra tí xíu, có nghĩa là nó nhô phần này và nó lõm ở phần này à. Trên màn hình thì có thể là các bạn mình không nhìn ra, nhưng mà Nhuận sẽ nói rõ ha. Ở phần này nó sẽ nhô lên nè, ở phần này nó sẽ uốn cong, nó tăng cái độ giống như là xe mà nó mềm dẻo, nhưng mà sẽ cứng cáp về cái phần mặt nạ ở dưới ha. Thì ở đây có một cái đường chỉ nè các bạn, đường chỉ nó sẽ chạy màu đỏ, nó chạy từ cái phần này. Nếu như cái phiên bản 150 á, cái đường chỉ là phiên bản màu xám nó cùng với phiên bản này luôn, thì nó không có gì là nhấn hiện tại á. Thì các bạn thấy ở phiên bản này thì Honda đã thay đổi cái đường chỉ này nè, nó thành màu đỏ hết nha bạn, màu đỏ nó chạy từ trên xuống dưới, và logo vị trí này ha. Thì nếu các bạn mình sử dụng á, các bạn không thích cái đường chỉ này, mình có thể gỡ bỏ nha các bạn. Đây chỉ là cái dán thôi nha các bạn, tem dán thôi ha. Rồi ở đây có một cái logo Honda vị trí màu này, màu đỏ là sẽ ăn với cái đường chỉ này ha. Rồi cái phần mặt nạ thì Honda thiết kế nè các bạn, nó sẽ hình chữ V nha các bạn. Đây hình chữ V nè, nó thì nó thì cái vẻ bề ngoài nên nhìn thấy cái vẻ nó rất là chắc chắn, nhưng mà các bạn thấy nè, có những cái điểm rất là mềm dẻo. Thì Nhuận đã nói từ chia sẻ từ đầu rồi, nó sẽ có cái đường uốn cong, phần mặt nạ nhô phần này, và những cái phần hai bên nó sẽ uốn cong như thế này nè, tăng cái độ mềm dẻo ha. Tuy là cứng cáp nhưng mà sẽ có độ mềm dẻo riêng nha các bạn. Về cái phần mà đèn pha thì Honda SH được thiết kế là cái phần đèn pha cỡ lớn nha bạn. Đây rất là lớn ở phần này, Nhuận sẽ quay phần dưới nè. Thì bóng đèn thì sử dụng bóng đèn LED nha. Thì tất cả những đèn của thằng SH160 này đều sử dụng bóng đèn LED hết. Thì có nghĩa là sẽ cho ra cường độ ánh sáng trắng, cái khoảng chiếu sáng nó cũng sẽ rộng hơn. Ưu điểm của nó ha, cái khoảng chiếu sáng rộng hơn và cường độ cũng mạnh hơn, và nó sẽ không có tiêu hao bình điện năng nhiều so với bóng đèn thường nha các bạn. Mà là thường ở đây Nhuận nói là bóng đèn halogen á, nó sẽ tiết kiệm bình điện năng hơn nữa đó. Rồi thì về phần mặt nạ thì các bạn đã tìm hiểu xong rồi, thì phần dưới thì sẽ đi luôn cái phần dưới luôn ha. Đây cái dè này thiết kế là màu xám luôn nha, và cái đây là nhãn năng lượng nè. Cái chỗ này thì theo Nhuận thấy thì tất cả các bạn mình muốn sở hữu một dòng xe nào đó thì các bạn nhìn vào cái phần này là hầu như là đầu tiên luôn nè. Nhãn năng lượng là cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu của dòng xe này là 2,24 nha các bạn. Thì ước tính của dòng xe này là sử dụng là 1 lít xăng nó đi được tầm khoảng cỡ 40 đến 45 nha các bạn. Nói chung là dòng xe này là dòng xe cỡ nặng, thì động cơ cũng là động cơ lớn 160cc lần, cho nên là 1 lít xăng đi với cái khả năng này cũng rất là thích hợp nha các bạn, cũng rất là tuyệt vời. Nói chung là cũng đã tiết kiệm xăng rất là nhiều rồi đó các bạn. Và ở phiên bản này thì đây là phiên bản thể thao, cho nên nó là sử dụng là được trang bị là phanh ABS nha các bạn. Đây phanh ABS này khi mà nhìn vào thì mình thấy rất là dễ nhìn thấy, chính là cái gân nhỏ bên trong nè, đó nó cái cảm biến tốc độ vị chính trên. Khi mà xe mình lăn bánh á, trong ví dụ như ở đường trơn trượt hoặc là mình sử dụng xe mình thắng đột ngột, thì khi mình có tín hiệu thắng gấp á, thì nó sẽ không có chống, nó không có cứng phanh nha các bạn. Có nghĩa là mình thắng gấp thì thay vì những cái phanh thường á, mình bóp cái là dính luôn, có nghĩa là mình bóp mình miết như thế này nè, nó dính luôn. Còn cái phiên bản này khi mình bóp mình miết á, thì nó sẽ không có dính bánh, có nghĩa là đem lại sự an toàn và nó cân bằng cho bạn luôn ha. Rồi thì đây là cái động cơ nè các bạn.
Thì khối động cơ là 160cc nha các bạn. Và cái khả năng thêm một cái công trang bị, cái công nghệ tiên tiến nhất của Honda ESP cộng nha các bạn. Nó sẽ tiên tiến hơn những dòng xe khác. Ví dụ ở dòng xe khác của Honda thì chỉ sử dụng là ESP thường thôi. Ví dụ như Vision chẳng hạn. Đây, ESP cộng đã nâng cấp lên một phần nữa. Thì nó sẽ tăng khả năng là giảm thiểu ma sát nè, đốt cháy nhiên liệu tốt hơn nè. Và khi mình sử dụng xe nó ít phát ra tiếng ồn, có nghĩa là mình chạy nó không có phát ra tiếng ồn nhiều ha. Và ưu điểm nó thêm cái nào vận hành nó cũng tốt nha. Ở đây có một cái logo ở thắt vị trí này rất là đẹp nè. Đấy. Thì Nhuận đã để ý rồi, khi mà mình sử dụng xe á, các bạn đậu ngoài trước á, hoặc là đậu trước quán cà phê á, cái logo ở thắt này khi mà nhìn xa á, nó rất là đẹp nha các bạn. Đó. Nó nhìn thấy nó rất mạnh mẽ ha. Thì đây có một cái logo ở thắt cho vị trí này. Dập nổi 3D nha các bạn. Ở đây là dập nổi 3D ha. Logo nổi. Ở đây là 160 nè, phiên bản cũ là 150 ha. Rồi. Ở đây là Nhuận sẽ quay về cái phần đèn sau cho các bạn mình tham khảo nha các bạn. Phần đèn sau nè các bạn, nó sẽ lớn, cỡ lớn nha. Rất nhìn thấy rất là hầm hố nè các bạn. Đó, nó dẹp nhìn thấy giống như cái đĩa bài vậy các bạn ha. Đó. Nói chung là Nhuận nhìn nhận theo khách quan thôi, nó giống cái gì thì Nhuận nói cái giống cái đó thôi. Cho nên là các bạn cảm nghĩ như thế nào thì mình có thể là để lại phần comment, thì có thể là anh em về cùng thảo luận chung ha. Thì đây là những cái chi tiết cái dòng xe màu xám ha. Còn đây là 160 ở phiên bản màu đen nhám nè. Các bạn nào không thích phiên bản màu xám á, thì thích những cái phiên bản nó sẽ ngầu hơn hoặc là nó mạnh mẽ hơn, có thể là chọn phiên bản màu đen này ha. Đây là phiên bản màu đen nhám nha các bạn. Nhám ở hai phần bên nè, những phần này là bóng rồi. Đen bóng ha. Còn những chi tiết khác đều là nhám hết. Đó. Thì phiên bản này các bạn nào thích những phiên bản mà nó không có nổi trội quá, có nghĩa là tăng cái vẻ ngầu của mình hơn á, thì có thể là chọn cái phiên bản màu đen nhám này nha. Thì theo cá nhân nhìn thấy là các bạn nào thích cái phiên bản màu nó không có sáng quá thì chọn phiên bản màu đen này. Rất là đẹp, có như là full đen nguyên con rồi ha. Ở cái phiên bản H160 này các bạn, thì hệ thống khóa nó là sử dụng hệ thống khóa thông minh, có nghĩa là nó sẽ có bao gồm là 3 chức năng ha. Là mở xe, khóa xe, tìm xe và có cả chức năng chống trộm luôn các bạn. Đây là những xe quay và bắt cái đồng hồ cho các bạn mình tham khảo nè. Mặt đồng hồ LCD full nguyên bản luôn nha các bạn. Rất là dễ nhìn nè, đó. Cụm tay lái thì có những cái thông số, ví dụ như là Bassin nè, rồi cốp pha, xi nhan, còi, chức năng Identop ở vị trí này các bạn. Và ở phiên bản này thì Honda đã bỏ công tắc đèn rồi, có nghĩa là cơ chế cái xe của mình là sẽ tự sáng, là nó nghĩa là mình mở lên nó tự sáng, mình không có vị trí tắt nha các bạn. Thì ví dụ như các bạn mình sử dụng những vị trí nó thiếu ánh sáng á, thì mình có thể là mình quên bật đèn á, thì nó sẽ đem lại sự mất an toàn. Thì Honda cũng đã bỏ cái công tắc đèn rồi, cũng cho đem sự an toàn cho mình, và cho cả đối tượng sử dụng ở phía trước luôn ha. Rồi, về dòng xe SH hiện tại bên cửa hàng bên mình, giá hôm nay nó chỉ từ là 129.990.000 nha các bạn. Thì khi mua xe á, thì mình sẽ được những cái chương trình khuyến mãi giảm giá. Giá này đã bao gồm VAT rồi nha các bạn. Thì các bạn cứ yên tâm ha, giá này đã bao gồm VAT rồi, các bạn mình mua về á, thì mình chỉ còn đăng ký trước bạ và phí biển số là xong nha các bạn. Ở huyện á, thì 2%, ở trong thành phố thì 5% nha các bạn. Thì đó, các bạn cứ lấy số tiền nhân với phần trăm tùy theo huyện và tỉnh là ra cái trước bạ nha các bạn. Rồi, thì khi mua xe thì mình sẽ được cái chương trình là hỗ trợ phí trước bạ trừ 2 triệu đồng trừ thẳng trên giá nè. Rồi những cái chương trình khuyến mãi giảm giá khác, ví dụ như là mình đang là công nhân á, thì sẽ được giảm giá là 1 triệu đồng trừ thẳng trên giá ha. Và chương trình thứ hai là chương trình thu cũ đổi mới, ví dụ như là mình đang có một dòng xe đời cũ mình không sử dụng, có thể là nó hao xăng quá mức, hoặc là xe nó chi phí sửa chữa cao quá, hoặc là xe khác hãng vân vân, thì mình có cái có nhu cầu mình đổi xe luôn á, thì bên cửa hàng sẽ sẵn sàng thu cho bạn với giá cực kỳ hấp dẫn. Cho nên là giá nó cũng nói chung là từ bằng cho tới là cao hơn bên ngoài luôn nha các bạn. Thì các bạn chi tiết như thế nào thì mình có thể là ra cửa hàng để xem xe cũ nếu mình có nhu cầu ha, để đổi xe luôn. Thì nếu mà công nhân mình đổi xe luôn á, sẽ được giảm giá là lên đến 2 triệu đồng nha các bạn. Thì điều kiện là các bạn mình phải có thẻ công nhân nè, mình đổi xe luôn nè. Đó. Về cái phần chương trình khác á, thì khi mình mua xe thì mình sẽ được tham gia cái chương trình hái lộc. Thì với chương trình này thì các bạn sẽ được hái lộc tại cửa hàng, thì có giá trị tiền mặt ha các bạn, từ 100.000 nè, 200.000 nè, 500.000, 1 triệu đồng ha. Thì đó là giá trị hiện kim mình sẽ nhận tiền tại cửa hàng khi mình hái lộc luôn. Về phần quà tặng theo xe, khi mua xe mình sẽ được tặng cái phiếu giảm giá 30% để mình làm những cái phần khác, ví dụ như là phủ nano, bảo vệ màu sơn nè, rồi gắn công tắc đèn nè, rồi mình có thể là gắn chống hết bình nè, phụ kiện nè. Đó, những cái phần đó thì chắc chắn các bạn sẽ được giảm giá là 30% khi mình mua xe ha. Rồi, quà tặng theo xe là bao gồm nón bảo hiểm nè, 2 lít rưỡi xăng nè, móc khóa thẻ VIP, thẻ cứu hộ công ty Hồng Đức,
Đó, thì đó là những cái phần cái quà tặng cũng như chương trình giảm giá tại cửa hàng bên mình. Thì nếu các bạn mình có nhu cầu mua trả góp á, thì bên cửa hàng vẫn có chương trình mua trả góp cho các bạn luôn ha. Với dòng xe SH này các bạn chỉ cần trả góp khoảng 40% giá trị xe nha các bạn. Và các bạn nào mà muốn có mua có cầu quạt gốc luôn á, thì các bạn chỉ cần trả trước khoảng 50% ha. Có nghĩa là phân nửa giá trị xe á, thì mình sẽ được nhận luôn cầu quạt gốc. Thì nói chung á, là không phải là 50% lúc nào cũng được đâu nha các bạn. Tùy theo các bạn có giao với nhân viên bán hàng hoặc là giao với đối tượng trả cái nhân viên bên trả góp hay không thôi. Cho nên á, là để chắc ăn hơn thì các bạn có thể là liên hệ với Nhuận đi. Thì Nhuận sẽ giao trước với Nhuận thì Nhuận sẽ hỗ trợ cho các bạn lên hồ sơ với cái chương trình là có cầu quà gốc luôn ha. Thì chi tiết như thế nào thì mỗi tháng đóng bao nhiêu thì nó rất là nhiều mốc. Cho nên các bạn mình có thể là alo cho Nhuận thì Nhuận có thể là hỗ trợ qua ngân hàng để tư vấn cho các bạn những cái phần đó. Và cửa hàng vẫn có chương trình lên hồ sơ online, hồ sơ đậu và ra cửa hàng mình nhận xe luôn nha các bạn. Và có chương trình là giao xe tận nhà luôn cho các bạn luôn. Đó, thì các bạn có nhu cầu thiện chí muốn mua xe thì có thể là alo cho Nhuận qua số điện thoại là 0964 234 878 ạ. Xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip của Nhuận ạ.